Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của MachineATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật với anh em và chia sẻ với anh em tình hình giá của Bitcoin và các đồng altcoin khác với chủ đề giá Bitcoin đẫm máu, đâu là thời điểm mua ha. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy like và comment ở phía bên dưới video này các cái đồng coin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích. Ở các số video tiếp theo thì mình sẽ lên list và phân tích giúp anh em nhé. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát tổng quan thị trường crypto trong ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay thì anh em thấy là thị trường đang đỏ rực ha, đỏ rực. Anh em thấy là Bitcoin nó giảm đến tận là hơn 4% nè, ở mức giá là 17.900 rồi, 900 đô rồi ở thời điểm mình làm video ha. Ethereum thì nó cũng giảm hơn 5%, Ripple thì giảm hơn 10% ha. Cái đồng mà mình yêu thích đó là cái đồng ADA thì nó cũng giảm hơn 7% nè. Ok, và vì sao mà cái đồng các cái đồng Bitcoin, các đồng altcoin mà nó giảm mạnh như vậy là bởi vì biết khi mà Bitcoin nó giảm mạnh thì các đồng altcoin thì nó giảm theo, thì nó cũng là điều rất là dễ hiểu ha. Bởi vì Bitcoin là cái đồng coin top một của thị trường, nó lick các đồng coin khác, cho nên là khi mà Bitcoin nó giảm thì các đồng altcoin khác thì nó giảm cũng là điều bình thường ha. Ok, và chúng ta xem vào cái biểu đồ giá của Bitcoin ở trên TradingView. Đầu tiên sẽ là trên khung ngày. Trên khung ngày thì em thấy được là Bitcoin nó đã phá khỏi cái đường line màu trắng này rồi ha. Nó đã dao động break khỏi cái nó chưa break khỏi cái đường trên line trắng này, bởi vì là nó chưa đóng nến ha. Nhưng mà nó đã có dao động là biên độ nó break ra khỏi cái vùng này rồi, chứng tỏ là Bitcoin nó đã có thể là nó đã đi vào cái giai đoạn là thoát khỏi cái giai đoạn sideways rồi, thoát khỏi khỏi cái giai đoạn tích lũy rồi ha. Và hiện tại thì nên thấy là cái volume của nó cũng chưa có gì đặc biệt, bởi vì là nó chưa có gì vượt lên cả cái đường trendline màu trắng ở cái đoạn volume này, cho nên chúng ta vẫn chưa confirm được là nó đã break khỏi cái giai đoạn tích lũy chưa. Ok. Và em thấy là hiện tại thì giá Bitcoin ở thời điểm mình cáp cái chart này là ở 17.757 ha. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại là nó là 17.900 rồi. Chứng tỏ là ở thời điểm hiện tại thì nó có biên độ dao động rất là lớn, là nó hiện tại nó đang dao động quanh khoảng là gần 1.000 đô ha. Hôm qua anh em thấy là Bitcoin nó đóng đến cái đến ngày một cái đến giảm với chiều dài thằng đấy rất là dài, và cái biên độ của nó hôm qua là nó giảm hơn 1.000 đô ha anh em. Ok, và anh thấy là tiếp theo là chúng ta đến với cái biểu đồ trên 04 4 giờ. Trên 04 giờ thì anh thấy là cái mô hình cup and handle, là cái mô hình cup và tay cầm đó, nó đã bị thất bại bởi vì là nó đã bị phá vỡ. Nhưng mà phá vỡ theo chiều hướng là nó giảm giá, chịu giảm giá của cái đồng Bitcoin này ha, cho nên chúng ta sẽ loại bỏ cái mô hình này đi. Và cái mô hình tiếp theo mà mình muốn nói đấy là cái mô hình tam giác tích lũy này. Anh em thấy là cái mô hình tam giác tích lũy này nó đã bị phá vỡ rồi ha, bằng một con nến đóng nến phía dưới này, kèm với khối lượng volume của nó cũng cao ha, nó tăng lên, cái volume nó tăng lên và có một nhịp nó retest lại cái mô hình này bằng một cái bóng nến trên ha. Sau đó nó đâm xuống tiếp, hỗ chạm cái vùng hỗ trợ 18.100 này. Và anh em thấy là cái chiều cao của mô hình này mình đo và mình giống xuống dưới đây thì anh em thấy là nó đúng với cái vùng là 17.350 đô này ha. Đây là cái vùng hỗ trợ trên khung 4 giờ của Bitcoin. Và anh em thấy cái mô hình bull flag cũng có mô hình tăng giá ở trên 4 giờ, không 4 giờ đó là cái mô hình cờ tăng, cái mô hình lá cờ tăng. Thì anh em thấy là cái mô hình lá cờ tăng nó cũng bị phá vỡ rồi, nhưng mà phá vỡ theo chiều hướng là tiêu cực ha. Khi mà nó phá vỡ chiều hướng là nó giảm giá xuống, break khỏi cái mô hình này và cũng phá vỡ khỏi cái vùng hỗ trợ 18.000 đô luôn. Và hiện tại mình thấy là nó đang muốn hướng về cái vùng 17.356 đô này ha, bởi vì cái vùng này nó hợp lưu với cái gap CME ở trên sàn Chicago ha. Đây là một cái khoảng khoảng trống, là một cái gap có trị giá là hơn 1.200 giá. Anh em thấy là cái khoảng gap là từ 17.020 đô đến 18.285 đô ha, nó khoảng hơn 1.200 giá. Và em thấy là chín đến có đến 90% là nó sẽ fill cái gap này ha. Mình nghĩ theo quan điểm cá nhân của mình á thì mình nghĩ là nó sẽ fill cái gap này, và khi đó giá của Bitcoin nó sẽ chạm 17.000 đô. Thì đây là cái giá trên sàn CME ha, sàn Chicago Mercantile Exchange. Và khi đó thì cái giá của Bitcoin trên sàn Binance hoặc là sàn Huobi thì nó sẽ bị chênh lệch giá.
thì chúng ta sẽ canh ở cái vùng 17.300 đô này, nó sẽ rất là hợp lý cho mình và các anh em ha. Khi đó thì mình sẽ call cho anh em ở trong cái channel Telegram của team mình mua cái đồng Bitcoin này ha, khi mà có setup setup tăng giá. Ok, và tiếp theo là cái đồng á hậu của thị trường crypto, đó là cái đồng Ethereum. Ethereum thì anh em thấy là vì sao mà nó hiện tại nó có đà giảm như vậy, bởi vì là anh em thấy là còn nó đang chạy cái phần kỳ giảm theo cái chỉ báo RSI ha, là đỉnh đỉnh sau của giá này, anh em thấy là cái bóng đứng trên thì nó cao hơn đỉnh trước nè, nhưng mà đỉnh sau của RSI thì nó thấp hơn đỉnh trước với ba lần chạm ha. Anh em thấy một lần chạm này, hai lần chạm và lần chạm thứ ba này thì nó đã khiến giá của Ethereum nó giảm xuống rất là mạnh ha, chứng tỏ đây là cái một cái vùng điều chỉnh kỹ thuật đối với cái đồng Ethereum thôi ha. Và khi nào mà nó phá vỡ khỏi cái vùng swing low này thì chúng ta mới nghĩ đến cái kịch bản là Ethereum nó chuyển sang xuống giảm ha. Còn hiện tại thì cái view đối với đồng Ethereum thì vẫn là view tăng ha nè. Và trên khung 4 giờ, thì em thấy được Ethereum nó đã phá khỏi cái vùng hỗ trợ hiện tại trên khung 4 giờ rồi. Đó là vùng 563 đô ha. Đây là cái vùng mà hôm qua mình có nói với anh em, đó là chúng ta có thể trade long swing, trade lướt sóng đồng bảy cao được ở cái vùng giá 563 đô với Ethereum ha. Và hiện tại nó đã phá khỏi luôn rồi, cho nên chúng ta sẽ, mục tiêu nó sẽ hướng về cái vùng 500 đô cho đến 515 đô này, chúng ta sẽ canh setup chúng ta mua lên ha. Ok, nó sẽ có setup kiểu dạng như là cái pin ba tăng này ha, hoặc là setup fake tăng thì chúng ta sẽ canh chúng ta mua lên được đối với cái đồng Ethereum. Và tiếp theo là phần phân tích các đồng altcoin theo cái yêu cầu của anh em, và mình thấy có rất là nhiều anh em yêu cầu mình phân tích cái đồng Tomochain, thì anh em thấy là Tomochain trên không tuần á, thì anh em thấy là nó đi đúng với cái chart mà trước đây mình có làm trong các số video trước giúp anh em đó. Đó là cái mẫu hình, cái lý thuyết đó là khi mà giá nó phá khỏi cái vùng mà chuyển xu hướng, nó chuyển xu hướng nó phá khỏi ha, sau đó nó quay về nó retest lại cái vùng này một lần nữa và hình thành nên các cái setup tăng như là cái pin ba tăng này ha, và cũng như là cái setup fakie tăng của cụm nến năm cây nến này là setup fakie tăng. Và anh em thấy là khi mà trong một cái đà giảm như thế này, anh em thấy nó trong một cái đà giảm như thế này ha, nhưng mà có volume, cái lùm volume mua của nó này nó tăng lên, chứng tỏ là đây là một cái giai đoạn cá nó gom hàng ở cái vùng giai đoạn này rồi ha, cho nên chúng ta sẽ đang có một cái vùng mua rất là tốt hơn cá. Khi mà cá mua ở cái vùng hai cây nến tăng này ha, chúng ta hiện tại đang có cái vùng mua tốt hơn cá, cho nên chúng ta sẽ mua ở vùng giá này rất là tốt. Và mục tiêu chúng ta sẽ là vùng kháng cự phía trên này là vùng 1,429 đô, và khi đó chúng ta sẽ lãi được cái mức profit ra là 123% ha đối với đồng Tomochain. Ok, và tiếp theo là cái đồng Tron, đồng TRX. TRX thì nên thấy được là trên khung tuần thì nó đang có hai cái râu nến rất là dài, nó phản ứng giá với cái vùng kháng cự 0,04 đô ha. Và hiện tại thì em thấy là nó xuất hiện râu nến rất là dài, chứng tỏ là không có rất là nhiều áp lực bán ở phía trên cái vùng giá này, không cho giá của TRX nó tăng lên cái vùng giá này ha, cho nên nó hình thành hai cái bóng nến trên khá là dài này. Và hiện tại thì chúng ta có một cái vùng mua tốt, đó là cái vùng 0,024 đô, đây là cái vùng hợp lưu với cái mốc Fibo 0.382 của Fibonacci ha. Và anh em thấy là hiện tại nó đang hướng về cái vùng này rồi, nó dần giảm về cái vùng này, cho nên đây là sẽ là một cái lần backtest lần cuối tạo nên cái mô hình hai đáy ở đây, thì chúng ta sẽ mua lên nó rất là hợp lý ha. Đó là đối với cái đồng TRX, vùng mua là sẽ là 0,024 đô. Ok, và cuối cùng sẽ là đồng SSP. Đây là cái đồng coin mà mình thấy là nó có trên dữ liệu khung tuần thì nó khá là ít cái số liệu, cho nên chúng ta rất là khó phân tích cái đồng này. Và như cũ thì chúng ta thấy là trong cái đà giảm, nhưng mà cái volume thì nó đang tăng lên, chứng tỏ là đang có rất là nhiều nhà đầu tư đang ngắm nghía cái con hàng SSP này ha. Anh em thấy thì cái volume của nó đang tăng lên nè. Và anh em thấy nếu trên khung tuần chúng ta không phân tích được thì chúng ta sẽ vào trên khung ngày. Trên khung ngày thì anh em thấy là nó đang ở trong một cái xu hướng giảm rất là rõ ràng, với các cấu trúc đó là đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước và đáy sau nó thấp hơn đáy trước, thì anh em thấy là nó tạo nên một cái kênh giá là kênh giá giảm ha. Và SSB thì nó đang ở trong một cái kênh giá giảm này và nó đang muốn chạm về cái vùng hỗ trợ hiện tại trên khung ngày ha, là vùng 0,78 đô. Và anh em thấy là có một cái nến có volume tăng rất là volume mua tăng mạnh ha, là một cái nến này này,
Anh thấy là volume tăng của nó mua rất là mạnh ở đây, chứng tỏ là có rất là nhiều nhà đầu tư mua ở cái vùng giá 1 đô đối với đồng XRP này. Và hiện tại chúng ta đang có một cái vùng entry tốt hơn, nhưng mà mình không khuyến khích anh em mua vào cái đồng XRP này ở thời điểm hiện tại ha, bởi vì cái trend của nó là trend giảm, xu hướng là xu hướng giảm, mà chúng ta đi mua vào là chúng ta đi ngược xu hướng, cho nên cái rủi ro chúng ta nhận được nó rất là lớn, rủi ro rất là lớn ha. Và nếu anh em ưu thích rủi ro thì chúng ta mua ở cái vùng 0,78 đô này được, và cái mốc TP của chúng ta sẽ là vùng kháng cự phía trên này là vùng 1,4 đô, khi đó chúng ta sẽ lãi được là không là là 77% lợi nhuận đối với cái đồng XP này ha. Ok, và trên đây là cái video cập nhật thị trường của mình ngày hôm nay ngày 9 tháng 12. Và nếu anh em thấy video này hay và vô ích thì hãy like và comment ở phía bên dưới video này các đồng coin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở các số video tiếp theo, thì mình sẽ lên list và phân tích dần dần giúp anh em nhé. Và nếu anh em chưa tham gia vào group Machine ATM trên Telegram thì hãy tham gia bằng cách ấn vào cái đường link mình để ở dưới phần mô tả để tham gia với team mình nhé. Và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.